Xin chào mọi người. Hôm nay thời tiết mới khá là khô ráo thì em mới thả cái đàn len tuyền này ra để quay video cho mọi người xem được. Hôm nay thì bây giờ nó cũng không có nắng hắt vào cơ, để cho mọi người xem cái độ bóng, cái chất lông của cái đàn này. Tại bởi vì sao mà cái phả Mexico mà nhất là cái màu đen tuyền, nhiều anh kể cả là anh nuôi phong thủy hoặc là có một số anh chỉ chuyên thích cái màu đen thôi. Bởi mọi người sẽ nhìn rõ được, thứ nhất là cái khung gọng, cái thứ hai là cái chất lông của nó bóng một cách kỳ lạ luôn mọi người ạ. Nó bóng mượt và đẹp cực kỳ luôn. Đây mọi người xem này. Đấy, chỉ cần có một tí nắng hắt vào thôi là mọi người nhìn thấy là cái chất lông của nó bóng như kiểu mình bôi mỡ luôn ấy. Mà đây bây giờ là chỗ này nó đang bị khuất nắng, nó không có một chút nắng này vào ấy. Chỉ cần có một tí ánh sáng nữa thôi là mọi người nhìn là con chó nó khác ngay luôn rồi. Đây, dáng dấp ơi, khung gọng này này. Nên là đàn này mà em nói thật với mọi người là bán giá tri ân là cực kỳ là mềm cho mọi người so với cái chất lượng. Và gần đây để xem bắt được tí nắng nào không mà cũng không có nắng. Đây, mặt này lanh chưa. Các anh nào mà đã từng bắt cái phả Mexico nhà em rồi thì các anh cũng biết là nhà Mexico nhà em thì thần kinh nó cũng không kém phát bỉ nhiều đâu, nó không phải gọi là hiền đâu. Còn kia nó gặm cỏ cơ, gặm nhộp nhạp hết cả cỏ luôn. Rồi rồi cái mặt nó này. Đấy, toàn con đầu thủ to luôn mọi người nhá. Đấy, mắt nó nhìn kìa. Mỗi con nó sẽ có một cái sở thích riêng. Nhưng mà thả ra cỏ này không tránh khỏi kiểu như là nó sẽ mất tập trung một chút, là nó sẽ hay có con nó nghịch hay cắn cỏ. Toàn nhảy lên thôi. Hôm nay em tập trung là quay từ trên xuống để cho mọi người xem cái chất lông của nó là chính thôi. Anh nào mà hợp nuôi cái màu đen này, thực chất là nuôi màu đen rất là đẹp luôn. Toàn cái đẹp luôn này. Từ đầu đến đuôi nhìn này, nó cực kỳ là cân đối. Không gặp. Cỏ mất tiền đấy. Quay ngang ra như thế này. Đây, mọi người xem khung của nó này. Tun. Tai thì thẳng tắp hết luôn. Đây. Rất là cực kỳ là lanh chó luôn. Về các anh ấy, thả ra nó cuốn người, nó theo chân người dã man luôn ấy. Chứ không phải là Mexico này nó nhát, nó hiền, nó chỉ nằm một chỗ thôi nha mọi người nhá. Các anh ở nuôi trong nhà thì Pháp, Bỉ hay Mexico đều có thể trong nhà được hết. Đàn này nó còn lanh ngang với Pháp Bỉ luôn ấy. Độ nó nghịch dã man luôn. Nhờ màu như thế này mà các anh tham khảo, các anh cũng biết làm gì mà có giá 2-3 triệu đúng không? Mà một số anh thì cứ mặc cả là 3 triệu anh bắt hai con các thứ. Nhưng mà một đôi 6 triệu. Nói thật với mọi người là anh nào đã từng nuôi sinh sản rồi mới biết là cái chi phí sinh sản để nuôi một đàn chó nó như thế nào, nó tốn kém như thế nào. Đương nhiên là mình là người chơi, các anh lại thích vừa rẻ vừa đẹp rồi. Nhưng mà thực tế một điều rằng là tất cả các mặt hàng cũng thế thôi, cứ không phải là riêng chó, là sẽ không có cái loại mặt hàng nào mà giá rẻ mà lại đẹp cả, đúng không ạ? Bao giờ chất lượng nó sẽ đi đôi với giá trị con chó, nó sẽ đi ngang với đồng tiền. Nhưng mà mình đã tham khảo nhiều về trại em rồi thì các anh cũng thấy là trại em ấy là giá cả là cực kỳ là hợp lý so với phả hệ luôn. Chó tốt, chơi được. Các anh xem video của em suốt thì các anh cũng thấy đúng không ạ? Giá là em tự tin là giá là hợp lý nhất cho mọi người. Ai có thể chơi được, từ nông dân đến những anh giám đốc cũng đều có thể chơi được hết. Giá nó chung như thế chứ không phải là bây giờ là các anh là anh nào mà em cảm thấy có điều kiện thì em nói giá cao rồi, ai không có điều kiện thì em mới nói giá thực tế đâu. Giá thì em đều niêm yết như nhau hết cả, bởi vì là giá trị nó đều như thế cả. Giá trị con chó nó như thế nên là em không bao giờ mà em bán là giá cao cho người này hoặc là giá thấp cho người kia. Mà đây là con chó đó, là giá trị nó như thế là giá chung rồi nhá mọi người nhá.
giá rẻ nhưng mà nó sẽ hợp phù hợp hợp lý với chất lượng của con chó nhé, chứ không phải là giá rẻ của cái hàng lai, hàng kém chất lượng. Mà mọi người lại muốn cái giá đấy áp dụng đối với một con chó nó có chất lượng tốt, tố chất thần kinh nó hay. Đây mọi người nhìn cái chất lông, nhìn cái bộ khung gọng chân tay của nó này. Rằng nhau đấy. Đàn đen tuyền này nhà em về nhà khách chưa có khách nào chê một tí nào luôn. Về cái khung gọng tố chất lẫn cái mảng màu của nó. Các bác cứ so những cái giá, mức giá 2-3 triệu. Nhưng mà mọi người cứ đưa cái hình ảnh con chó 2-3 triệu lên xem nó có giống những cái con như thế này không ạ. Để nó khác nhau một trời một vực đúng không mọi người. Để chơi một con chó hay và mình ưng ngay từ đầu thì đương nhiên thì giá cả nó cũng sẽ phải chênh một chút chứ. Nếu mà mức giá nó rẻ quá thì không bao giờ mà mình nhìn con chó mà mình ưng được luôn. Vì thực chất là mọi người thấy là chả ai hơi đâu mà chăm cái đàn chó đẹp này, đi phối giống phả hệ tốt này, nuôi tốt, tiêm vaccine, tiêm phòng đầy đủ, nuôi khung gọng to cho mình mà lại đi bán với một cái giá bằng hàng chó không rõ nguồn gốc, chó kém chất lượng cả. Đấy, đây là mình, các anh là người mua hàng thì mình bao giờ cũng sẽ là người tiêu dùng mà thông minh nhất. Các anh đã tham khảo nhiều nơi thì và xem chó của nhiều trại thì mọi người cũng sẽ biết là cái mức giá và cái chất lượng chó như thế nào qua những cái hình ảnh video trực tiếp này. Đấy, em cũng chúc các anh và mọi người thì mình có thể lựa chọn được những con giống nào mà ưng ý, chất lượng phù hợp với tài chính của mình để mọi người có thể chơi được. Và mọi người vẫn cứ tham khảo những cái mảng màu như thế này nhé. Sang tuần thì em cũng sẽ chuẩn bị xuất những cái đàn mới nữa, cũng có phả Mexico cho mọi người. Nhưng mà đen tuyền thì đợt này đảm bảo với mọi người là cực kỳ là đẹp luôn, với mức giá là quá là hợp lý. Dạ, xin chào mọi người.